Kẻ tài trợ cho quân đoàn chống Nga bị thủ tiêu Nga tấn công trong đêm, trung tâm kiểm soát của Ukraine bị phá hủy Nga phá cầu tiếp tế chính ở khu vực Zabrizia Quan chức Ukraine so sánh bom FAB-3000 với vũ khí hạt nhân Nghĩ phạm vị thanh niên xả súng tại trường tiểu học Phần Lan Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với các tin tức thế giới trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là các tin tức mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Phóng viên quân sự Ruslan Tatarinov của kênh Telegram Whisper of the France đưa tin về cái chết của Yuri Kankov, một doanh nhân Ukraine, tài trợ cho một đơn vị thuộc Quân đoàn Tình nguyện chống Nga RDK. Kankov sinh ra ở Chernigov và thiệt mạng tại khu vực biên giới giáp với vùng Belgorod của Nga Chi tiết về vụ việc chưa được tiết lộ. Biên giới vùng Belgorod và Kursk đã trở thành nghĩa trang thực sự cho những kẻ phá hoại cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 8 ngày nỗ lực vượt biên không thành công, Kiev đã mất hơn 3,5 nghìn quân. Cơ quan này cũng cho biết các chỉ huy Nga đã có thông tin từ trước về cuộc tấn công ở biên giới nên đã tăng cường thêm các đơn vị và quân đoàn xe tăng. Được biết, quân đội Ukraine đã mất 22 xe tăng và 11 xe bọc thép Bradley tại khu vực này. Vừa qua, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công phá hủy nhiều mục tiêu ở trung tâm thành phố Kharkov. Các mục tiêu này được cho là bao gồm các trung tâm kiểm soát được ẩn giấu của Ukraine. Chính quyền Kharkov xác nhận thiệt hại nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu tấn công trong thành phố. Các nguồn tin Ukraine cũng cho thấy thiệt hại đối với tòa nhà trường cao đẳng thể thao địa phương. Đây là nơi lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng làm điểm triển khai quân. Theo hãng tin South Front của Nga, quân đội nước này cũng đã tấn công nhiều cơ sở quân sự của Ukraine ở thị trấn Kazachia Lopan, tỉnh Kharkov, nằm gần biên giới Nga. Cuộc tấn công nhằm vào làng Borovaya thuộc khu vực Izium cũng đã phá hủy một cơ sở quân sự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận quân đội Nga đã phá hủy một điểm triển khai lính đánh thuê tạm thời của Ukraine gần thành phố Kharkov. Chủ tịch Vladimir Rogov của phong trào công chúng Chúng ta cùng với nước Nga mới đây cho biết nhóm chiến đấu phía đông của Nga đã phá hủy một cây cầu ở thị trấn Gulepole do Kiev kiểm soát ở vùng Zaporizhia. Đây là cây cầu quan trọng đối với việc cung cấp tiếp tế cho quân đội Ukraine. Ông viết trên kênh Telegram, một cuộc không kích ở Gulepole thuộc vùng Zaporizhia đã phá hủy một cây cầu quan trọng đối với quân đội Ukraine. Theo ông Rogov, những cây cầu bị ngừng hoạt động cản trở việc vận chuyển đạn dược và sự luân chuyển quân của Ukraine. Họ đã sử dụng những cây cầu này làm nguồn cung cấp chính ở khu vực tiền tuyến thuộc vùng Zaporizhia. Ông Oleg Starikov, chuyên gia quân sự, đại tá đã nghỉ hưu của cơ quan an ninh Ukraine SBU tiết lộ loại bom lượn mới của Nga có thể sánh với vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông Oleg Starikov lưu ý, Nga đã sản xuất bom trên không FAB-250, FAB-500 và FAB-1500 từ lâu và hiện họ đã bổ sung thêm FAB-3000, loại bom có khả năng phá hủy mọi công trình quân sự kiên cố. Cựu quan chức an ninh Ukraine bày tỏ lo ngại về khả năng Nga trang bị cho những quả bom này mô đun lập kế hoạch và hiệu trình phổ quát UMPC hiện đang được tích hợp trên các quả bom cỡ nhỏ hơn. Theo chuyên gia này, một quả bom nặng 3 tấn có tác động nghiêm trọng đến tình hình hoạt động ở tiền tuyến và sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chiến đấu của lực lượng Ukraine. FAB-3000 được đưa vào trang bị từ năm 1946. Loại bom siêu lớn này vẫn tiếp tục là một trong những vũ khí lợi hại nhất dành cho các máy bay ném bom chiến lược của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Tổng khối lượng của bom F3B 3000 lên tới 3 tấn, trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,5 tấn. Khi rơi xuống đất, sẽ đủ sức phá hủy những công trình ngầm kiên cố nằm sâu dưới lòng đất. Giới chức Nga ngày 2 tháng 4 lên tiếng, cáo buộc các nước phương Tây lợi dụng đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cụ thể, trả lời hãng tin Sputnik, ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Moscow về đàm phán an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên của Áo, nói rằng phương tây sẽ sử dụng các cuộc đàm phán được lên kế hoạch giữa moscow và kiev để cung cấp vũ khí cho ukraine và tập hợp lại lực lượng của mình ông gavrilov nhấn mạnh ngay cả khi chúng ta tưởng tượng ra khả năng giả định về việc nối lại các cuộc đàm phán thì rõ ràng là những nước ủng hộ kiev sẽ sử dụng chúng để cho các lực lượng vũ trang ukraine có thời gian nghỉ ngơi trang bị vũ khí cho họ và hoàn tất việc tập hợp lại quân đội vì vậy theo nhà ngoại giao nga tương lai của cuộc xung đột ukraine phải được quyết định trên chiến trường, nơi quân đội Nga đang nắm quyền chủ động dọc trên tuyến. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đã đưa tin về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Cộng hòa Tatarstan vào sáng 2 tháng 4, khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga và cách biên giới Ukraine hơn 1.100 km. Cụ thể, một số UAV được cho là của Ukraine đã tấn công các nhà máy ở thành phố Yelabuga và Nizhny Kamsk thuộc Cộng hòa Tatarstan cách thủ đô Moscow hơn 800 km về phía đông. Đây là lần đầu tiên nước Nga ghi nhận các vụ tấn công bằng drone nằm sâu bên trong lãnh thổ như vậy. Trước đó, Moscow được cho là khu vực sâu nhất trong lãnh thổ Nga bị drone tấn công, nhưng thủ đô Nga chỉ cách Ukraine hơn 500 km. Giới chức Tatarstan thông báo không có thiệt hại nghiêm trọng về vụ tấn công. Tuy nhiên, một số dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp đã bị gián đoạn. Cơ quan Y tế Cộng hòa Tatarstan xác nhận có 6 người bị thương, trong đó có 3 người đã được xuất viện. Tờ Telegraph ngày 2 tháng 4 dẫn thông tin từ lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết Moscow sắp hoàn tất xây dựng tuyến đường sắt nối từ thành phố Rostov-on-Don của Nga đến thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea. Phát biểu trên đài truyền hình Ukraine, ông Budanov cho biết Nga đã xây dựng tuyến đường sắt trong hơn một năm nay để kết nối với các vùng lãnh thổ mà lực lượng Moscow đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Ông Budanov nói, quá trình này gần như đã hoàn tất và nó có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Ông Budanov cho biết Kiev có thể giải quyết vấn đề này, song không nêu chi tiết. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine nói, tôi hy vọng bằng cách nào đó, chúng tôi có thể xử lý được phần đường sắt trên đất liền. Mọi người đều đã có kinh nghiệm và điều này dễ hơn vấn đề ở cầu Crimea. Động thái này cho thấy Ukraine có ý định tấn công cầu Crimea lần thứ hai hoặc muốn đánh lạc hướng Nga nhằm tấn công mục tiêu khác. Phía Moscow hiện vẫn chưa phản hồi tuyên bố trên. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, vào ngày 2 tháng 4, nước này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine và một số quốc gia thành viên EU như Litva và Ba Lan. Theo bài viết được đăng tải trên Telegram, các cuộc tập trận kéo dài 3 ngày ở các khu vực Gomia và Grono nhằm mục đích huấn luyện các sĩ quan và lực lượng bảo vệ lãnh thổ, cách thức bảo vệ khu vực tương ứng của họ, cũng như các hành động trong trường hợp thiết quân luật được ban hành. Belarus, đồng minh thân thiết nhất của Nga, đã chứng kiến mối quan hệ với những người láng giềng phương Tây và Ukraine xấu đi trong vài năm qua, đặc biệt là sau khi Moscow xem nước này như sân sau cho cuộc tiến công vào Kiev vào tháng 2 năm 2022. Năm ngoái, Belarus cũng liên tục tổ chức các cuộc tập trận chung với Moscow trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine ngày một căng thẳng và nước này cũng có bất đồng với láng giềng Litva. Iran tuyên bố sẽ trả đũa Israel và Mỹ để đáp trả các cuộc không kích ở Syria, khiến một nhóm chỉ huy cấp cao của Tehran thiệt mạng. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, xác nhận rằng 7 sĩ quan đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damas hôm thứ Hai. Các quan chức ở Syria và Iran đã đổ lỗi cho phía Israel về vụ tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanami cho biết, trong một tuyên bố được hãng thông tấn IRNA dẫn lời, Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đối phó, quyết định loại phản ứng và hình phạt đối với kẻ xâm lược. Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian cảnh báo trên mạng xã hội X rằng đồng minh thân cận nhất của Israel là Mỹ phải chịu trách nhiệm. Israel chưa bình luận về cuộc tấn công. Chính phủ Israel hiếm khi công khai thừa nhận các cuộc không kích ở Syria, điều mà Damas liên tục tố cáo là vi phạm chủ quyền của nước này. Theo đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Afghanistan Jamir Kabulov, Taliban đã được mời tới tham dự một diễn đàn kinh tế sắp được tổ chức tại Nga và cho biết chính quyền này có kế hoạch tham dự sự kiện. Diễn đàn kinh tế quốc tế lần thứ 15 với chủ đề Nga, Thế giới Hồi giáo sẽ được tổ chức vào ngày 14 đến ngày 19 tháng 5 tại Kazan, thủ đô nước Cộng hòa Tatarstan của Nga. Dù không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng ông Kabulov cho biết Nga và chính phủ Taliban tại Afghanistan vẫn thường xuyên tiến hành hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố quốc tế. Theo bộ ngoại giao Nga, vào ngày 1 tháng 4, vấn đề xóa bỏ định nghĩa tổ chức khủng bố cho Taliban hiện đang được giải quyết với các quyết định cuối cùng do nhà lãnh đạo hàng đầu đất nước đưa ra. Dù chưa chính thức công nhận chính quyền Taliban, nhưng Nga lại là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập các liên lạc và đồng ý thỏa thuận kinh doanh với chính phủ mới của Afghanistan sau khi Mỹ rút khỏi nước này. Hiện chưa một quốc gia nào chính thức công nhận chính phủ Taliban. Tài sản ròng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bốc hơi 1 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh giá cổ phiếu mạng xã hội Trust Social tụt dốc, theo Bloomberg ngày 2 tháng 4, giá cổ phiếu tập đoàn Trump Media and Technology Group giảm 21%, xuống còn 48,66 đô la Mỹ trên cổ phiếu vào ngày 1 tháng 4 theo giờ địa phương, so với mức 49,95 đô la Mỹ của tuần trước. Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin, tập đoàn truyền thông của ông Trump thua lỗ hơn 58 triệu đô la Mỹ vào năm 2023. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, ông Trump sở hữu 57% tập đoàn nêu trên. Số cổ phần ông sở hữu hiện có giá 3,76 tỷ đô la Mỹ trên giấy tờ. Theo Bloomberg, tài sản dòng của ông Trump hiện ở mức 6,4 tỷ đô la Mỹ. Cảnh sát Phần Lan ngày 2 tháng 4 cho biết, một vụ xả súng đã xảy ra ở trường Vietola, thành phố Vanta, khiến ba học sinh bị thương, nghi phạm bị bắt cũng là trẻ vị thành niên. Trả lời Reuters, người phát ngôn của cảnh sát Phần Lan nói rằng các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Cảnh sát hiện chưa đưa ra mức độ nghiêm trọng của những người bị thương sau vụ xả súng. Đài Y Lê của Phần Lan cho biết, nhận được thông tin, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vào lúc 9 giờ 8 phút theo giờ địa phương. Cảnh sát đã yêu cầu người dân tránh xa trường học, ở trong nhà và không cho người lạ vào nhà. Theo đài Sky News, một số học sinh đã trốn khi xảy ra vụ tấn công. Một số học sinh khác được cha mẹ liên lạc qua điện thoại đã kể lại những gì mình nhìn thấy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo